mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Oneway Radio. Chàng ơi, sao mà học hoài không có nhớ vậy nè? Thiệt là đầu óc của mình hôm nay bị sao? Chào Giọt Sương. Ủa, em đang làm gì mà căng thẳng quá vậy? Sao mà không căng thẳng anh Đâm Đóm? Chỉ còn có một tuần nữa là tới kỳ thi Kinh Thánh Giáng Sinh rồi, mà em còn tới 5 câu Kinh Thánh chưa thuộc. Như vậy thì sao mà em thi được? Ồ, thì ra là vậy. Thì em cứ chia ra mà ôn dần dần. Và buổi sáng khi ngủ dậy nè, tối trước khi đi ngủ thì lại ôn lại. Anh tin là sẽ được thôi, em đừng có lo lắng quá. Thôi, không phải chỉ có Kinh Thánh thôi đâu, em còn phải học bài thi nữa đó anh Lâm Đóm. Sắp tới kỳ thi học kỳ rồi á, bài vỡ nhiều quá, em sợ em không có làm bài tập hết á, thi điểm lại thấp tè cho coi. Hôm nay môn toán nè, mai á có môn văn, mốt là môn sử nữa. Sao mà mọi thứ cứ dồn vào cùng một lúc thế này? Á chà chà, Giọt Sương bình tĩnh nè. Anh nghe em nói là anh cũng thấy chóng mặt luôn á. Nhưng mà mọi thứ đều có cách giải quyết hết mà. Em cứ từ từ lên kế hoạch rồi sẽ xong thôi à. Cuối tuần này đi câu cá với anh đi, cho đầu óc nó thư thả nha. Thôi, anh Đâm Đóm đi một mình đi. Em phải ở nhà ôn bài. Đi câu cá chỉ làm em lo thêm thôi. Ây da, thôi được rồi. Em và các bạn nhỏ hãy lắng nghe câu chuyện sau đây. Anh tin á là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chiếc vali. Bé Dung vừa cho chiếc chăn đi biển vào vali, vừa nói với anh Minh rằng: Anh Minh, đi lối này nè, anh đã sắp xếp đồ xong chưa? 10 phút nữa chúng ta sẽ đi, anh sẽ giúp em sắp xếp lại hành lý. Trong khi đó bố xuất hiện, Minh nói tiếp: Anh sẽ kéo vali của em ra ngoài xe, anh thấy em sử dụng khá nhiều đồ rồi, mà sao trong nó vẫn còn nặng thế này hả Dung? Dạ, thì nó toàn là đồ quan trọng anh à. Em cần chiếc mũ, chăn đi biển, em cần phải mang đi 3 bộ đồ bơi. Vì chúng ta đi biển nhiều ngày và em không thể nào mặc một bộ đồ trong suốt những ngày đó được. Em cần phải mang cây ván lướt sóng để em chơi ngoài biển. Em không thể nào xây dựng lâu đài cát mà không có xẻng được. Trời mưa, em cần phải có áo mưa, ủng và ô nữa. Em cũng cần phải mang một số thứ đồ chơi và sách để tránh trường hợp không ngủ được nữa. Bố nghĩ là con nên để lại vài đồ ở nhà Dung à. Con cần những thứ đó, con sẽ như thế nào nếu thiếu một cái gì đó? Đề muốn đề cập tới là gì? Khi con mang nhiều đồ như thế trong vali của con, khác nào con đang mang nhiều gánh nặng, khiến cho cuộc sống con trở nên nặng gánh lo âu, cũng như là mất đi niềm vui trong cuộc sống hả Dung? Con đã lên mọi kế hoạch, chỉ có để một kỳ nghỉ thật tốt thôi mà bố. Thật là tuyệt khi con biết chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhưng có nhiều điều khác biệt giữa kế hoạch và việc con cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Điều mà con đang lo lắng thật sự là những thứ con không thể kiểm soát được. Nhưng khi con để bớt đồ lại, thì vali của con sẽ nhẹ hơn đi nhiều. Làm sao con có thể giải quyết những lo lắng của mình được bố? Trước hết, con hãy đầu phục Chúa Giêsu. Hãy tin rằng Ngài sẽ chăm sóc con và mang mọi gánh nặng cho con. Và đặc biệt là trong những trường hợp con không thể kiểm soát được. Bố mở lấy chiếc vali và lấy một số đồ ra và nói: Tại sao chúng ta không dành một chút thời gian để cầu nguyện cho những lo lắng của chúng ta, rồi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nhỉ? Giờ thì Giọt Sương đã hiểu ra vấn đề chưa? Dạ, em hiểu rồi. Cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn nữa, vì em biết mình có cố gắng hết sức thì cũng không thể chu toàn mọi thứ được. Em quên nhờ cậy Chúa mất tiêu rồi. Giọt Sương hiểu đúng rồi đó. Anh tin rằng các em sẽ biết cách làm thế nào cho mọi thứ thật là tốt. Còn các bạn nhỏ của chương trình, các em có cảm thấy sợ hãi và lo lắng về những điều mà mình không thể kiểm soát được không nè? Các em biết không, lo lắng không giống như là cân nặng của chiếc vali. Chúa Giêsu muốn mang hết mọi gánh nặng cho các em. Ngài cũng hứa sẽ chăm sóc cho các em. Vì vậy các em hãy tin cậy nơi Ngài nha. Và câu Kinh Thánh ghi nhớ của chúng ta ngày hôm nay đó là: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã sắp hết rồi. Chị Giọt Sương và anh Đâm Đóm chúc cho các em sẽ có một giấc ngủ thật là ngon nhé. Xin chào tạm biệt các em.
cho con người.